Nga đã gửi công hàm ngoại giao cho Hoa Kỳ, cảnh báo việc Washington và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường về an ninh khu vực và quốc tế, cũng như là làm phức tạp thêm tình hình tại điểm nóng Đông Âu. Theo tờ Washington Post, Nga đã gửi công hàm ngoại giao chính thức cho Hoa Kỳ trong tuần này, trong đó Moscow cảnh báo việc Washington cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp những vũ khí mà nước này cho là nhạy cảm nhất tới Kiev có thể làm tình hình thêm nghiêm trọng hơn và dẫn tới những hậu quả khó lường. Hiện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 13 tháng 4 đã cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 800 triệu đô la Mỹ viện trợ vũ khí, đạn dược và hỗ trợ an ninh khác, nâng tổng số tiền viện trợ mà Washington dành cho Kiev kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine lên tới hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Đức mới đây cũng đã cam kết khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 2 tỷ euro cho các quốc gia đối tác, trong đó phần lớn dành cho Ukraine. Cụ thể, số tiền chủ yếu dành cho việc mua sắm các thiết bị quân sự và vũ khí mới, trong đó Tổ chức Hòa bình châu Âu sẽ nhận được khoảng 400 triệu euro để viện trợ khí tài cho Kiev. Tổng cộng, Ukraine có thể nhận được hơn 1 tỷ euro trong gói viện trợ quân sự mới này. Bộ Tài chính Đức cũng đã xác nhận kế hoạch trên.